Is it a ball? Yes, it is. Where are you from? England. What is your favorite drink, Tom? I like milk the most. Đồ uống yêu thích của bạn là gì, Tom? Tôi thích sữa nhất. Chọn từ khác với những từ còn lại. Choose the odd one out. Under, to, on đều là giới từ. Đáp án B, tree là danh từ. Cái cây Is this a notebook? No, it isn't. Đây có phải một quyển vở không? Không phải. Bởi vì tôi thích hát, nên câu hỏi sẽ là why. Why do you like music? Tại sao bạn thích âm nhạc? Bởi vì tôi thích hát. Because I like to sing. Choose the odd one out. Hand. Doll. Car. Là danh từ. Chỉ đồ vật. Cloudy. Tính từ. Có mây. Chúng ta chọn đáp án C nhé. His books are on the table. There is a cat. In the box có một con mèo ở trong hộp. What subjects do you like the most? bạn thích những môn học nào nhất. Molly làm việc ở sở thú. Những con vật yêu thích của Molly là hổ. Có 16 con voi ở sở thú bây giờ. Hai trong số những con voi thì là con non. Nào, let's listen, chúng ta cùng nghe nhé. I'm at the zoo with Molly. Molly works at the zoo. She looks after the big animals. Elephants, giraffes, lions and tigers. Molly says, My favorite animals are the elephants. At the moment, we've got six elephants at the zoo. Two of the elephants are babies. They're very cute. Now listen again i'm at the zoo with molly molly works at the zoo she looks after the big animals elephants giraffes lions and tigers molly says my favourite animals are the elephants at the moment we've got six elephants con at the zoo two of the elephants are babies Hai they're very cute babies Chúng ta nộp bản Thắng can play football and dance. Thắng có thể chơi bóng và khiêu vũ. He can swim but he can't dance. Anh ta biết bơi nhưng anh ta không biết nhảy. Why do you like music? Because I like to sing. Tại sao bạn thích âm nhạc? Bởi vì tôi thích hát. My mother is a teacher. Where is London? It's in England. London ở đâu? Nó ở nước Anh. There are many things in my room. Có nhiều thứ ở trong phòng của tôi. Alice is my new friend. Alice là bạn mới của tôi. These are green crayons. Đây là những cây bút chì màu xanh. Màu xanh lá cây. How old? How old is your brother? He's in. He is 12 years old. Ở đây bị dư mất một chữ. Các bạn bỏ chữ is này đi nhé. He's 12 years old. Lỗi đánh máy đề. What about an apple? Yes, please. Ăn một quả táo thì sao? Vâng, làm ơn. Được. bread bánh mì, rainbow, clean dọn dẹp, scuba, five monkeys, four candles bốn cây nến chúc các bạn thi vòng cách trường đạt kết quả cao goodbye